Chị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Kinh tế hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Đa dạng hóa sản phẩm chế biến sâu là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản. Đây là hướng đi mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Lâm Đồng đang hướng đến. Đây là nội dung chính sẽ có trong chuyên mục hôm nay. Trước hết, như thường lệ, sẽ là các thông tin kinh tế vừa cập nhật sẽ mở đầu chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Vina Capital, tổ chức phi lợi nhuận được cấp phép tại Mỹ và hoạt động tại Việt Nam, vừa đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ phục hồi lên mức 6,5% trong năm 2024, nhờ sẽ phục hồi về xuất khẩu và sản lượng ngành sản xuất. Sự lạc quan của Vina Capital về phục hồi tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm 2024 nhờ sản xuất bắt nguồn từ việc phân tích nguyên nhân gây ra các vấn đề của ngành sản xuất năm 2023. Đó là các nhà bán lẻ Mỹ và các công ty tiêu dùng khác đã tích lũy quá nhiều hàng hóa vào năm 2022. Do vậy, các công ty ở Mỹ đã phải giải quyết lượng hàng tồn kho này trong suốt năm 2023. Mức tồn kho sụt giảm với tốc độ nhanh nhất trong gần 10 năm. Đây là yếu tố chính gây sự sụt giảm xuất khẩu và sản lượng sản xuất của Việt Nam trong năm nay. Tuy nhiên, rất nhiều dữ liệu cho thấy hiện tượng này sắp kết thúc và các đơn hàng xuất khẩu của Việt Nam đang phục hồi. Ngoài ra, chuyên gia của Vina Capital cũng đề cập đến tăng trưởng Việt Nam có thể sẽ hưởng lợi nhờ dòng vốn FDI được thúc đẩy sau khi mối quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ được nâng tầm lên đối tác chiến lược toàn diện. Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu sắt thép và giày dép của Việt Nam gặp khó khăn trong việc xin cấp mới, gia hạn chứng nhận PIS của Ấn Độ, là giấy chứng nhận bắt buộc phải có đối với nhà sản xuất trong và ngoài Ấn Độ để sản phẩm được phân phối tiêu thụ tại thị trường Ấn Độ. Để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tháo gỡ vướng mắc, Bộ Công Thương đã gửi công hàm tới Bộ Công Thương Ấn Độ thông báo về khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam và đề nghị Bộ Công Thương Ấn Độ nhanh chóng giải quyết các yêu cầu liên quan tới giấy chứng nhận PIS cho doanh nghiệp Việt Nam nhằm duy trì môi trường giao thương thuận lợi, tránh làm gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa và ảnh hưởng tới thương mại song phương hai nước. Theo Bộ Công Thương, danh sách các mặt hàng bắt buộc phải có chứng nhận PIS ngày càng được mở rộng ra nhiều loại mặt hàng hóa như hóa chất, đồ chơi, thép, giày dép, lốp xe, sợi tổng hợp. Cũng trên lĩnh vực xuất khẩu, theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, hiện nay đang là thời điểm doanh nghiệp dệt may tại địa phương gặp khó khăn trong việc duy trì và tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu. Dự ước trong tháng 10 năm 2023, xuất khẩu hàng dệt may và nguyên liệu dệt may chỉ đạt giá trị 7,15 triệu đô la, giảm 25,17% so với cùng kỳ năm trước, dù đây là thời điểm mua sắm chuẩn bị cho các ngày lễ cuối năm trên thị trường thế giới. Thị trường tiêu thụ mặt hàng này chủ yếu là Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Lũy kế 10 tháng của năm 2023, xuất khẩu dệt may và nguyên liệu dệt may ước đạt giá trị 91,87 triệu đô la, giảm 25,17% so với cùng kỳ năm 2022. Sở Công Thương cũng cho biết, suy giảm của ngành dệt may do suy thoái kinh tế trên toàn thế giới, người tiêu dùng hạn chế chi tiêu cho trang phục và vì vậy, các đơn hàng đều giảm, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Quý vị và các bạn thân mến, nếu như năm 2015, toàn tỉnh có 150 hectare cây dược liệu, đến năm 2019 đã tăng lên 410 hectare. Và đến năm 2022 có 548 hectare cây dược liệu. Tổng sản lượng dược liệu hiện nay đạt khoảng gần 10.000 tấn. Để khai thác tiềm năng, nâng cao giá trị và phát triển bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang thực hiện đề án phát triển vùng sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ dược liệu giai đoạn 2020-2025. Và đông trùng hạ thảo là một trong những loại dược liệu có giá trị ở Lâm Đồng, đã và đang được nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển. Để tìm được vị thế và tăng sức cạnh tranh trên thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Codistep ở xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng đã có nhiều định hướng khác biệt. Hiện nay, nguồn cung cấp đông trùng hạ thảo có nguồn gốc tự nhiên từ những ngọn núi cao ở Tây Tạng, Bhutan, ngày càng khan hiếm và có giá thành cực kỳ đắt đỏ. Do đó, sử dụng đông trùng hạ thảo được nuôi trồng nhân tạo là một xu hướng tất yếu. Các loại đông trùng được nuôi trồng theo công nghệ tiên tiến trong điều kiện mô phỏng như trong tự nhiên vẫn có thể chứa hàm lượng dược chất cao. Năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Codisteps đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất trên diện tích gần 2.000 m² ở thôn Thanh Bình 1, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng với tiêu chuẩn HACCP, hướng tới tiêu chuẩn ISO 22000. Công ty sử dụng gạo lứt, đậu, giá, nước tinh khiết
để tạo giá thể rồi tiến hành cấy bào tử nấm. Sau khi cấy những giá thể này được chuyển qua chế độ ủ với thời gian từ 7 đến 10 ngày. Sau đó các giá thể với mầm phát triển ổn định sẽ được chuyển qua phòng chiếu sáng. Quy trình từ khi cấy nấm đông trùng hạ thảo đến khi thu hoạch là khoảng 75 ngày. Quá trình cấy, nuôi và thu hoạch đều phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Với quy trình sản xuất khép kín, tiêu chuẩn khắt khe từ khâu nuôi trồng, tuyển chọn nguyên liệu đến sản xuất, đóng gói thành phẩm, các sản phẩm của Codistep như đông trùng hạ thảo sấy tươi và sấy thăng hoa, mật ong đông trùng hạ thảo, cao đông trùng hạ thảo, rượu đông trùng hạ thảo, viên nang và trà túi lọc đông trùng hạ thảo đều đạt chất lượng cao nhất đưa đến tay người tiêu dùng. Hiện tại là bên mình đã đạt các chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm, chứng nhận về HACCP, ISO. Đồng thời thì công ty cũng tự động hóa về nhiều cái khâu sản xuất, đầu tư thêm các thiết bị như là thiết bị cô đặc, thiết bị sấy phun để đưa sản phẩm ra thị trường tốt nhất. Khi mà sản xuất đông trùng hạ thảo thì cố gắng là chuẩn hóa tất cả các khâu sản xuất từ đầu tới cuối. Đồng thời là bên mình cũng sản xuất các sản phẩm rượu và chuẩn hóa về cái vùng trồng nguyên liệu để cung cấp sản phẩm cho nhà máy có thể là đạt chứng nhận về hữu cơ. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, hiện nay quy mô và sản lượng của công ty đều đã tăng vượt trội. Công suất nuôi trồng 3.000 hộp nấm đông trùng hạ thảo một ngày. Nhờ đó, công ty hoàn toàn chủ động được nguồn nguyên liệu chất lượng cao để phục vụ sản xuất các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo. Dù thị trường có khá nhiều đơn vị nuôi trồng, sản xuất sản phẩm từ đông trùng hạ thảo, nhưng với lợi thế là làm chủ quy trình sản xuất và nhà máy được đầu tư bài bản, Codistep hoàn toàn chiếm ưu thế khi cạnh tranh với các dòng sản phẩm cùng loại trên thị trường. 14 sản phẩm của công ty đã đăng ký tham gia bình chọn và đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm OCOP của địa phương. Hiện tại là trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm về đông trùng hạ thảo khác nhau. Thì mình phụ thuộc vào việc là mình thay đổi về cái sản xuất, thay đổi về cái mình gia công chế biến, để có nghĩa là để tăng cường cái hoạt chất có trong sản phẩm đông trùng hạ thảo. Đồng thời thì các sản phẩm về bột rau củ thì mình cũng bổ sung thêm thành phần đông trùng hạ thảo trong đó để tăng cường cái giá trị sản phẩm, và mình giảm giá thành sản phẩm để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận được sản phẩm của bên công ty. Thì tôi thấy là mẫu mã đa dạng, rất là đẹp, tôi chú ý và tôi cũng mua dùng thử. Sau khi sử dụng nhiều sản phẩm ở đây, tôi cảm thấy là rất an tâm, vì là cái sản phẩm này là làm bắt đầu từ rượu đến nấm là đều làm hết. Và tôi cũng đã tham quan cái xưởng rượu ở đây. So với cái đông trùng hạ thảo mà cái giá như vậy tôi thấy ổn, không vấn đề gì. Vì là cái sức khỏe bây giờ rất là quan trọng. Bên cạnh các sản phẩm chủ lực từ đông trùng hạ thảo, Codistep còn nghiên cứu và cho ra đời các dòng sản phẩm bột rau củ hòa tan có lợi cho sức khỏe như bột cần tây, tía tô. Điểm khác biệt của những sản phẩm mang thương hiệu Codistep chính là ở công nghệ sấy phun, giúp làm giảm mùi khó chịu của các loại rau củ. Nhưng dưỡng chất thì được giữ nguyên vẹn. Và tất nhiên, với các sản phẩm có tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, thì quá trình chọn lựa nguyên liệu đầu vào cho đến khâu đóng gói cuối cùng phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối. Em là nhân viên bên khâu sản xuất. Hàng ngày em làm những công việc như là xay nhộng và sơ chế. Công việc ở đây thì luôn đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Môi trường thì thoáng mát. Khi làm việc thì tụi em được phát cho đồng phục, nón và khẩu trang và găng tay để đảm bảo quá trình làm việc luôn được giữ vệ sinh tốt nhất. Nhiều năm nghiên cứu, sản xuất và hoàn thiện nhà máy để tạo ra những dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo chế biến sâu. Sản phẩm bột hòa tan từ rau củ mang thương hiệu Codistep là minh chứng cho định hướng phát triển doanh nghiệp, mang đến cho cộng đồng những món quà quý giá cho sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, đối với những ai từng đến du lịch tại Thái Lan, sầu riêng sấy khô là đặc sản không thể thiếu để mua về làm quà biếu. Sản phẩm này cũng đóng góp không nhỏ vào việc tiêu thụ sầu riêng vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Người tiêu dùng đều có thể mua và sử dụng sản phẩm từ sầu riêng.
Và tại Lâm Đồng, khi diện tích sầu riêng ngày càng tăng, vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao, một số doanh nghiệp đã mạnh dạn nghiên cứu, đầu tư chế biến sâu sầu riêng. Không dừng lại ở sản phẩm sầu riêng cấp đông, sầu riêng sấy thăng hoa của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tiện đóng chân trên địa bàn thôn Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng đã ra đời và đang dần tiếp cận với thị trường trong nước. Vốn xuất thân từ nghề điện lạnh, bắt đầu từ thời điểm dịch COVID-19 khi mọi hoạt động sản xuất kinh doanh ngừng trệ, anh Trần Kim Tuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Tiện mới bắt đầu mày mò tìm hướng đi riêng. Khi tìm hiểu thấy tại Thái Lan, sầu riêng sấy xong bảo quản được rất lâu, giữ trọn vẹn hương vị ngon ngọt. Họ làm được, tại sao mình không làm được? Vậy là anh Tuyến mày mò tìm hiểu công nghệ, thử nghiệm các giống sầu riêng, kỹ thuật sấy, tìm hiểu thị hiếu thị trường. Đến năm 2022, mẻ sầu riêng sấy đầu tiên ra đời và thị trường có một sản phẩm mới là sầu riêng sấy thăng hoa Made in Lâm Đồng. Sầu riêng sấy thăng hoa này thì ở trên thị trường này nó rất là ít nhà để làm sản xuất, thì cái thị trường cạnh tranh hiện tại này nó cũng chưa là có nhiều. Thì một thời gian ngắn em nghĩ là cái ngành thực phẩm sấy thăng hoa này nó rất là nổi trên thị trường và rất là nhiều người ta sẽ đầu tư, thì lúc đấy thì cái cạnh tranh thị trường nó cũng có, nhưng mà nó không đáng kể bởi vì cái đầu tư những cái thiết bị này rất là lớn. Sấy thăng hoa là kỹ thuật rút nước khỏi nông sản. Khi sấy xong, sản phẩm rất khô, độ ẩm chỉ còn từ 1-4%, nhưng vẫn giữ nguyên kết cấu, màu sắc và hương vị. Đây được xem là kỹ thuật sấy hiệu quả nhất trong việc giữ lại chất lượng của nông sản, nhất là sầu riêng. Sấy thăng hoa có đặc trưng là sản phẩm tươi được cấp đông nhanh với nhiệt độ rất thấp, sau đó được đưa vào sấy chân không. Vì sấy từ sầu riêng cấp đông nên không phụ thuộc mùa vụ, cấp đông sầu riêng, sau đó sản xuất quanh năm. Đó cũng là thuận lợi cho người sản xuất. Hiện tại sản phẩm sầu riêng sấy của Hoàng Tiệm được chia làm hai loại, đó là sấy nguyên muối và sấy thanh. Sầu riêng sấy nguyên muối được lấy từ những muối còn nguyên, được tách khỏi trái tươi. Chủ yếu sử dụng sầu riêng ri 6. Sầu riêng thanh được sấy từ thịt sầu riêng hạt truyền thống, nghiền nhuyễn, tạo hình rồi đưa vào lò sấy. Nhập hàng về thì bọn em có cấp đông trong tủ lạnh và cắt sầu muối ra. À, sau đó là cho ý là trong khi làm quá trình làm việc thì nhân viên là phải mặc đồ bảo hộ, đội mũ khoản tóc, rồi đeo găng tay y tế, đeo khẩu trang, đồ bảo hộ, làm trong không gian này, trong phòng sạch không có vi khuẩn. Để bảo quản sầu riêng sấy, công ty Hoàng Tiệm xây dựng hệ thống sấy gắn liền với kho lạnh, hàng hóa từ kho đi thẳng vào lò sấy, trong môi trường được giữ gìn và nhiệt độ thấp. An toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu quan trọng nhất để sản phẩm sấy đạt chuẩn. Cái nguyên liệu đầu vào là cái khâu rất là quan trọng. Ở trong cái sản phẩm nó có ngon hay không là do nguyên liệu. Thì nguyên liệu bên em lựa chọn là những cái trái muối hàng A thuộc dạng hàng xuất khẩu. Sản phẩm của em thì đã có những cái chứng chỉ giống như là ISO hay là HACCP về vệ sinh an toàn thực phẩm rồi. Và còn về khâu xuất khẩu thì mỗi nước nó sẽ có một cái giấy kiểm định chất lượng riêng, thì những cái đó em nghĩ là bên em đã đáp ứng được những cái thông tin họ yêu cầu. Hiện nay dù giá hàng sầu riêng sấy rất cao, tới 3,3 triệu đồng một ký nguyên muối và 2,4 triệu đồng một ký sầu riêng sấy thanh, nhưng sản phẩm vẫn bán rất nhanh. Ngoài sầu riêng sấy thăng hoa, Hoàng Tiệm còn sấy một số nông sản đặc sản khác như mít sấy, thanh long, măng cụt sấy muối và sấy nguyên trái để đáp ứng cho nhu cầu của thị trường. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Kinh tế hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong những phút vừa qua. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục tuần sau.